Bây giờ hai cậu báo cáo cho tôi doanh thu trong quý vừa rồi và tình hình kinh doanh của công ty. Trong một cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của công ty. Không khí dần trở nên căng thẳng. Người sếp không thỏa mãn chỉ tiêu kinh doanh tháng của công ty. Các cậu làm ăn như thế này à? Anh liền văng tục. Tôi nói cho các cậu biết ấy, làm ăn như này ấy, chỉ có ăn thôi. Và bắt đầu chửi những người nhân viên của mình. Đây, ông xem đi. Làm ăn thế này có chết tôi không? Còn ông nữa, ông làm ăn như... Người nhân viên trở thành bao cát để người sếp xả giận. Cút! Khi về với gia đình, người đàn ông với áp lực từ công ty cũng trở nên căng thẳng và dồn nén sang người vợ của mình. Không uống. Thôi uống nước đi. Đã bảo không uống rồi. Công ty có chuyện gì à? Chả sao. Có chuyện gì nói thế nào? Đã bảo không có gì rồi, hỏi hỏi lắm thế. Sao lại tự dưng lại gắt lên với em thế? Đi ra. Hai vợ chồng trở nên căng thẳng và chửi nhau trước mặt người con. Thì thấy chồng đi làm về cau có mệt mỏi thì vợ quan tâm không được à? Đã bảo là không có gì rồi. Hỏi hỏi lắm đấy. Đàn bà lắm mồm. Cút! Người con với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi khi nghe thấy những tiếng hét và chửi bằng ngôn từ bậy. Một lúc sau, người con trai đi chơi cùng với những người bạn. Khi đang trò chuyện với người bạn để thể hiện mình, cậu bé bắt đầu nói những lời văng tục chửi bậy để thị uy với bạn của mình. Những người bạn của cậu lúc đầu thấy sợ với ngôn từ của cậu, nhưng lâu dần thành quen và trở thành văn hóa xã giao mỗi khi gặp nhau. Và rồi chúng ta tự hỏi tại sao trẻ con bây giờ lại nói bậy nhiều đến vậy? Mọi lời nói đều có năng lượng, và năng lượng thì có thể dịch chuyển và trao đổi. Tôi đảm bảo với bạn rằng chửi bậy mang đến năng lượng tiêu cực không chỉ cho người nói mà còn ảnh hưởng đến những người phải lắng nghe nó. Đã từ bao giờ chửi bậy thành một văn hóa quen thuộc của người Việt Nam? Đã từ bao giờ chúng ta cho nó vào trong môi trường công sở, trường học, gia đình? Chúng ta là một dân tộc luôn tự hào về lễ nghĩa và đạo đức. Đừng để văn hóa này ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta. Hãy thay đổi từ chính bản thân mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.